Xin chào cả nhà nha. Hôm nay đang có một ca là nâng cấp sửa chữa con xe cho khách hàng bảo dưỡng. Nên đang bảo dưỡng và nâng cấp sửa chữa. Đây là con phách to chính hãng. Đem view cho anh Trang. Ngày nay thì rất là nhiều anh em qua sửa chữa. Anh em có nhu cầu sửa chữa xe đạp, bảo dưỡng xe đạp cao cấp hoặc là xe bình dân mang qua đây em có thể làm cho mọi người nhé. Giá cả phải chăng